Bài viết được đăng 45 phút trước trên báo Sức khỏe đời sống. Bắt đối tượng cướp giật của người nước ngoài, khui ra ổ nhóm sử dụng ma túy. Từ vụ bắt giữ đối tượng cướp giật người nước ngoài, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện và làm rõ cả ổ nhóm sử dụng ma túy. Tối mùng 5 tháng 6, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Vinh, sinh năm 1985 ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, về tội cướp giật tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đặng Văn Giang, sinh năm 1975 ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, và Hoa Tuấn Anh, sinh năm 1986 ở phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo điều tra, khoảng 1 giờ 20 ngày 3 tháng 2, Nguyễn Mạnh Vinh điều khiển xe máy đi đến khu vực chiếc số 15 Nạn Ông, quận Hoàn Kiếm, thì thấy một phụ nữ, người phụ nữ nước ngoài đang đi bộ, trên tay cầm điện thoại di động Samsung S21. Vinh điều khiển xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại rồi phóng xe bỏ chạy. Chưa dừng lại đó, đến khoảng 2 giờ cùng ngày, Vinh tiếp tục điều khiển xe máy đi đến khu vực chiếc số 4 phố Đào Duy Từ thì thấy một phụ nữ nước ngoài trên tay cầm chiếc điện thoại di động iPhone 15 nên đã áp sát và giật chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy. Ngay khi tiếp nhận tin trình báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương điều tra và thu hồi được hai chiếc điện thoại trên, trao trả lại tài sản cho hai du khách nước ngoài. Đến 21 tháng 5, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Mạnh Vinh. Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận sau khi thực hiện hành vi cướp giật điện thoại, đối tượng đã trốn ở nhà Đặng Văn Giang tại ngõ 48 Mai Động, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tiến hành khám xét khẩn cấp số nhà 178 ngõ 48 Mai Động, quận Hoàng Mai, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ các loại ma túy và heroin. Lúc này cả Đặng Văn Giang và Hoa Tuấn Anh đều có mặt tại nhà. Công an quận Hoàn Kiếm đã đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ. Qua đấu tranh, các đối tượng Giang, Vinh và Tuấn Anh đều khai nhận vào các ngày 20 và 21 tháng 5 đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.